tiêu nó đi một vòng tròn quanh cái sở thú này luôn rồi đó. Sở thú không có lớn lắm, sở thú vẫn còn nhỏ, nhưng hy vọng nhà nước sẽ quan tâm đến các loài vật hơn, phát triển nhiều khu vực rừng thiên nhiên trong sở thú hơn nữa cho các loài vật. Nhưng mà xung quanh này chắc đâu còn chỗ nào để có thể biến thành thiên nhiên cho các loài vật, nên có thể mở thêm nhiều sở thú hơn nữa mà chất lượng hơn nữa, và có môi trường mà cho thú chạy đi tới đi lui, và có trồng những cái loài cây bản địa cho thú nó có thể phát triển tốt trong môi trường đó. Mình đi dạng giống như safari ở trong sở thú đó vậy đó, mà là safari rừng già. Thì mọi người cùng chung tay thì sẽ làm được điều đó vì các loài vật thôi. Đi coi rái cá thêm lần nữa. Mấy bạn rái cá đây sướng nha, cứ ăn miết thôi. Cứ nằm ăn vậy đó. Rái cá rất là thông minh, nó thấy cái anh vệ sinh hồ đi qua là nó biết đó nha. Cái não của rái cá là của một em nhỏ 7 tuổi.